Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người tham gia vào cái chiến dịch là Arbitrum Odyssey ở tuần thứ 4 nha các bạn. Thì hiện tại thì chiến dịch Arbitrum Odyssey này nó đã diễn tuần thứ 4 đã diễn ra. Thì trong tuần thứ 4 này thì nó sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 10 cho đến là ngày 4 tháng 11 nha các bạn. Đấy, thì còn khoảng là 5 ngày nữa nè. Đấy. Thì anh em nhớ làm trong khoảng thời gian này nha. Đấy. Thì về việc claim OAT thì nó sẽ diễn ra cho đến hết là ngày 5 tháng 11. Còn về làm nhiệm vụ thì nó sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 11 nha. Thì anh em cứ làm trước ngày 4 tháng 11 là được. Thì trong tuần thứ 4 này thì chúng ta sẽ làm hai dự án, đó là sàn DEX là Mộc In với lại là sàn Optician đó là Vreemi. Thì hai cái dự án này. Đấy. Ok, thì đối với là sàn DEX sàn DEX Mộc In này thì đầu tiên thì các bạn vào đường link dưới phần mô tả video thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ đầu tiên trước, đó là join vào credit card của Mộc In nhé. Đấy. Đấy thì các bạn cứ join vào credit card thôi. Thì các bạn làm xong nhiệm vụ và claim OAT xong thì các bạn có thể là thoát cái credit card của họ đi để bớt đầy nha. Ok, thì sau khi các bạn join xong á, sau khi các bạn join xong nếu mà nó hiển thị ra như thế này thì đó là nó yêu cầu các bạn cần đồng ý với điều khoản của nhóm. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào đây thôi, các bạn tích vào hết 4 cái ô này. Đó, các bạn tích vào hết 4 cái ô này này. Rồi các bạn nhấn nút next. Rồi các bạn tích vào cái ô là I'm a human để query the code ấy. Đó, các bạn nhấn vào, tích vào. Rồi các bạn nhấn nút next. Và tiếp tục thì các bạn nhấn vào chữ là finish thôi. Đó. Là các bạn đã join Discord thành công nha. Đây, một in đây. Là các bạn đã join vào cơ Discord thành công. Đó. Thì sau khi các bạn join xong thì các bạn có thể là nếu mà nó hiện ra như thế này nè các bạn. Nếu mà nó hiện ra như thế này thì các bạn có thể là tích vào từng ô này. Đầu tiên là cái ô là join ở một in này nè. Đây, các bạn cứ chat một câu gì bất kỳ đi. Để mình xem thử. Ok, như vậy là được thôi. Thì cái sau đó các bạn quay trở lại nền tảng gà xé này, các bạn nhấn vào chữ lót lại để xem là có query không nha. Đấy, như vậy là chúng ta đã query thành công cái Discord này. Và cái nhiệm vụ thứ hai đó là nhiệm vụ là Arbitrum Fusion Swap. Thì cái nhiệm vụ này nó yêu cầu chúng ta là thực hiện bất kỳ một lệnh swap nào trên sàn DEX là một in thông qua cái tính năng đó là Fusion Mode nha, Fusion Mode trên mạng lưới Arbitrum. Đấy, thì đối với cái nhiệm vụ swap này thì các bạn vào đường link vào sàn DEX Mộc In mình để dưới phần mô tả video. Thì sau đó thì trên ví MetaMask của các bạn cũng chuyển đổi sang mạng lưới Arbitrum giúp mình. Đó, các bạn chuyển sang mạng lưới Arbitrum On. Đấy. Thì phần này thì trên Arbitrum thì phí swap thì nó cũng khá rẻ thôi, chúng ta chỉ mất một ít phí swap thôi các bạn. Ok. Thì trên sàn DEX Mộc In này thì các bạn chọn cho mình, các bạn giữ nguyên cho mình mạng lưới đó là Arbitrum nha. Đấy. Rồi các bạn nhấn nút là Connect Wallet thôi. Thì đầu tiên thì các bạn nhấn nút là Connect này, nó sẽ hiện ra các bạn Connect như thế này. Đầu tiên các bạn tích vào cái ô này này nha, các bạn tích vào cái ô này. Còn mạng lưới là các bạn chọn là mạng Arbitrum. Sau đó thì ở phần 3 này thì các bạn chọn là MetaMask. Đó. Thì quý MetaMask nó sẽ mở pop up ra cho các bạn để các bạn Connect thôi. Đấy, Connect này. Thì sau khi các bạn connect xong thì tiếp theo đó thì ở mục tray này thì các bạn giữ nguyên cho mình đó là mục là symbol mode nha. Đấy, ở cái mục tray này này các bạn chọn cho mình cái dòng đầu tiên đó là symbol mode. Đó thì sẽ hiện ra các bạn swap như thế này. Và tiếp theo đó thì các bạn tích vào cái ô chỉnh sửa này giúp mình, cái ô cài đặt này này, cái ô chỉnh sửa này này. Các bạn bật cái tính năng fusion này lên giúp mình nha. Nếu mà nó tắt á thì các bạn bật lên giúp mình, bật cái tính năng fusion cái dòng đầu tiên này. Đấy, các bạn bật lên. Đó, sau đó thì các bạn quay trở lại này.
Thì sau đó các bạn tiến hành là sử dụng ETH hay là những cái đồng gì đó các bạn swap một bất kỳ thôi. Thì ở đây mình sẽ swap đi. Mình swap ETH sang sang Arbitrum đi, sang sang cái đồng ARB đi. Thì mình swap khoảng đó là 0,1 hoặc là 1 đồng thì tôi cũng được, tùy các bạn thôi các swap bao nhiêu cũng được nha. Ok, khoảng là 0,005 đi, tương đương là gần 1 đô đi. Đó. Thì sau đó thì các bạn nhấn vào chữ swap. Rồi tiếp tục các bạn nhấn vào confirm swap. Sau đó thì các bạn xác thực giao dịch ở trên ví thôi. Đó. Swap số lượng bao nhiêu cũng được nha. Bất kỳ cặp nào. Ok. Nếu mà các bạn thấy phí swap trên ví MetaMask nào mà bơm up mà các bạn thấy phí swap nó cao quá ấy. Này, của mình hiện tại là để là trang web gửi ý cho mình này. Tuy nhiên thì về phí trang web gửi ý cho mình thì cái phí gas nó là 0,46. Thì các bạn có thể là nhấn vào chỗ chỉnh sửa gas này, chỗ trang web gửi ý này. Đó, sau đó các bạn chọn lại một thị trường nha. Thì phí gas thị trường thì ở đâu đó khoảng là 0,001 thôi, 1 năm thôi. Mà trang web gửi ý nó gửi ý cho mình đó là phí gas gần là x2 luôn. Đấy, các bạn chọn lại một phí gas thị trường này. Đó, thì phí gas nó sẽ giảm lại đâu đó còn khoảng là 0,21 thôi. Đó. Đấy, các bạn xác nhận swap thôi. Đó. Thì như vậy là mình đã swap thành công nha. Mình đã swap thành công. Sau đó thì các bạn quay trở lại đây, các bạn đợi nó duyệt thôi. Hoặc là các bạn có thể là nhấn vào chữ lót lại này xem có duyệt hay không. Nếu muốn mà nó duyệt luôn á thì cho các bạn claim luôn. Còn nếu mà nó không duyệt á thì các bạn phải đợi trong vòng 24 giờ thì nó sẽ duyệt nhiệm vụ cho các bạn nha. Như là chúng ta cần phải đợi nó duyệt thôi các bạn. Main vô tình hợp đây này, nó duyệt bằng tay. Ok, nó duyệt bằng tay nha. Đấy thì đó là về cái nhiệm vụ một in sàn Dex một in, và nhiệm vụ tiếp theo đó là chúng ta làm đối với cái dự án đó là Freemi này. Thì đối với dự án Freemi này nó có sẽ có hai nhiệm vụ, đó là Try Application với lại là trả lời câu hỏi. Thì về phần trả lời câu hỏi này thì các bạn cần phải vào cái đường link dưới phần mô tả video nha. Các bạn vào cái đường link dưới phần mô tả video như thế này. Mình sẽ dẫn lại cái đường link này luôn cho các bạn vào, các bạn trả lời câu hỏi nha. Đấy, các bạn chỉ cần vào đường link phía dưới phần mô tả video thôi. Thì nó sẽ hiện ra các bạn như thế này, bạn trả lời câu hỏi như thế này. Đó là Arbitrum Recruit này. Thì trên này thì các bạn nhấn vào connect wallet này. Rồi các bạn connect lại cái ví MetaMask của các bạn ở trên mạng lưới Arbitrum. Connect xong thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi và lại là submit nha. Thì connect xong thì trên trang này nó sẽ yêu cầu các bạn là xin ký ví, thì các bạn xin ký ví thôi. Ok, đăng nhập này. Đó, thì sau đó nó sẽ hiện ra cái bảng như thế này này. Đó, thì đầu tiên thì nó sẽ có 5 câu hỏi cho các bạn nha. Nó sẽ có 5 câu hỏi cho các bạn. Thì cái câu hỏi đầu tiên đó là Introduction to Arbitrum. Thì các bạn nhấn vào thôi. Đó, các bạn nhấn vào. Thì sau khi các bạn nhấn vào xong á thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Thì để trả lời câu hỏi thì các bạn kéo xuống lúc bên dưới giúp mình nha. Các bạn kéo xuống gần dưới cùng á, nó sẽ có câu hỏi cho các bạn này. Đó, thì ở phần này thì các bạn chỉ cần chọn thôi nha. Đấy, chọn sai, chọn chọn lại, còn không thì mình sẽ để lại dưới phần mô tả video cho mọi người. Đó, sau chọn xong thì các bạn nhấn nút là Next Lesson. Đấy, và đến câu 2, thì các bạn cũng tương tự thôi, các bạn kéo xuống lúc bên dưới. Thế này, chỗ phần trả lời câu hỏi này. Đó, các bạn trả lời câu hỏi thôi. Sau đó các bạn nhấn nút là Next Lesson. Tương tự câu 3 thì các bạn cũng tương tự thôi, các bạn nhấn chọn câu hỏi rồi nhấn nút Next Lesson. Câu 4 thì các bạn cũng tương tự thôi. Next lesson này, câu 5 cuối cùng. Thì đối với câu 5 thì nó sẽ trong câu 5 này nó sẽ có nhiều câu hỏi nha. Đấy, trong cái mục 5 này, trong câu hỏi thứ 5 này nó sẽ có nhiều câu hỏi. Đấy, có 4 câu hỏi. Thì các bạn chỉ cần chọn thôi. Đó. Các bạn chọn xong thì mình sẽ nhắn lại câu hỏi hết luôn cho mình. Sau đó thì các bạn chỉ cần nhấn nút là submit thôi. Nha. Đấy, các bạn nhấn submit thôi. Không biết là submit là có tốn phí hay không.
Ở đây mình đã trả lời sai thì câu này mình đã trả lời sai cho nên là mà submit mình phải đợi khoảng là 4 phút này mình mới submit lại được. Hình như là submit nó có phí đó các bạn. Không biết là có phí hay không mà. Ok, thì đó là về trả lời câu hỏi, đó là câu hỏi thứ nhất nha. Đó là cái câu là Complete Arbitrum Creation trên Army này. Thì đối với cái thứ hai thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là trade nha, trade ở trên Freemi. Đối với cái cặp đó là ARB với lại là USDCE. Thì đối với cái nhiệm vụ thứ hai này thì các bạn vào đường link dưới phần mô tả video giúp mình. Đó, đó là app.freemi.blue. Thì trên cái trang này các bạn nhấn nút là Connect Wallet. Rồi các bạn connect lại cái ví MetaMask của các bạn thôi ở trên mạng lưới Arbitrum. Đấy. Connect xong thì các bạn cần phải xin ký nha. Đấy, các bạn nhấn nút đăng nhập, đăng xin ký thôi. Ok. Thì sau đó thì sau khi các bạn connect xong thì các bạn thì cái mục đầu tiên đó là mục trade này. Thì ở trong mục trade này các bạn chọn qua cho mình cái mục đó là mục là Option Chain nha. Thì đầu tiên các bạn đăng nhập vào thì nó sẽ ở bên mục đó là Classic. Thì sau đó thì các bạn cần phải là chọn qua cái mục đó là mục là Option Chain cho mình. Đó, mục Option Chain. Thì trong mục Option Chain này thì các bạn tích vào cái ô này nha, các bạn tích vào cái ô này, chọn chọn cặp này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta đó là chọn cái cặp giao dịch đó là ARB với lại là USDC. Đó, thì trong cái cặp này thì các bạn nhấn vào chọn cặp thôi. Rồi các bạn ở dưới đây các bạn chọn cho mình cái cặp đó là ARB này với lại là USDCE này nha. ARB USDCE này, các bạn nhấn vào. Đó thì sẽ hiện ra cái giao diện như thế này này. Đó là các bạn đã chọn thành công nha. Thì ở bên mục kheo này, đó các bạn giữ nguyên đó là kheo nha. Các bạn giữ nguyên đó là kheo. Bên đây thì các bạn giữ nguyên đó là buy. Các bạn chọn buy giúp mình. Đó, buy. Sau đó thì các bạn kéo xuống bên dưới thì ở phía bên dưới này. Ở phía bên dưới này các bạn có thể là chọn tùy ý các cặp thôi. Thì ở đây mình sẽ chọn cho cái dòng đầu tiên đi. Các bạn có thể là chọn cái dòng đầu tiên nhanh nhanh nha. Các bạn chọn cái dòng đầu tiên giúp mình. Các bạn nhấn vào cái dòng đầu tiên này. Đó, nhấn vào. Hoặc là các bạn nhấn vào cái dòng chữ là buy này nha, buy new liquid này. Đấy, các bạn nhấn vào giúp mình. Đấy, các bạn chỉ cần nhấn vào buy new liquid thôi thì nó sẽ hiện ra cái bảng như thế này này, các bạn order như thế này nha, các bạn order như thế này. Đó thì bây giờ các bạn có thể là chọn là cái lệnh là để mình xem. Ok, thì về phần này thì các bạn có thể là chọn buy luôn, các bạn giữ nguyên cũng được nha. Ok, mình sẽ hướng dẫn lại về cái phần này. Mình sẽ hướng dẫn về cái phần này. Thì sau khi các bạn đăng nhập xong á thì ở bên mục trade này nè. Đấy, các bạn ở bên mục trade này thì các bạn chọn qua cho mình cái mục đó là mục Option Chain. Sau đó các bạn chọn cho mình cái cặp. Nhấn vào chọn cặp này, chọn cặp đó là ARB với lại là USDCE. Đó. Rồi kheo này, chọn buy này. Sau đó kéo xuống bên dưới. Phía bên dưới này các bạn chọn cho mình đó là cái dòng đầu tiên nha. Tùy các bạn thôi. Đó là chọn là buy một này nha. Chọn dòng đầu tiên, tùy các bạn thôi, các bạn muốn chọn dòng nào cũng được. Tùy các bạn thôi, các bạn nhấn vào chữ buy này. Thì sau đó nó sẽ hiện ra cái bảng buy order như thế này. Thì phần này các bạn có thể là điền lại là số lượng bất kỳ ARB mà các bạn muốn buy nha. Ở phần này thì các bạn chỉ cần điền là khoảng là nhỏ thôi nha, các bạn đừng điền nhỏ thôi nha, khoảng là 0,01 hoặc là 0,1 vậy thôi. Đó đấy, sau đó thì các bạn nhấn nút là confirm long position. Rồi sau đó thì các bạn nhấn nút là approve thôi nha, các bạn nhấn nút approve 0,008 gì này đó, các bạn nhấn vào. Rồi sau đó thì các bạn nhấn nút là continue thôi. Continue này.
Đấy, thì nó sẽ tự động điền lại cái số lượng mà các bạn muốn approve cho các bạn thôi nha. Đó. Sau đó thì các bạn nhấn nút approve thôi. Đó. Trả phí gas này. Đó, sau đó thì approve xong thì nó sẽ hiện ra cái nút buy for, thì các bạn nhấn nút là buy for. Hình như nó lệch giá các bạn ạ, à, cho nên là mình buy không được nè. Để mình chọn lại giá một thử xem. Ok, được rồi nè các bạn. Ok, thì ở phần này các bạn, nếu mà các bạn không được thì các bạn chọn lại nha. Đấy, các bạn ở dưới cặp đây các bạn chọn là style là một nè, dòng đầu tiên là một nè. Đó, cái dòng đầu tiên này các bạn nhấn vào. Đó, còn về cái số lượng thì các bạn chỉ cần điền lại là 0,1 thôi cũng được. Đấy, rồi các bạn nhấn nút là confirm long này. Thì sau đó các bạn nhấn nút approve thôi. Thì mình vừa approve rồi cho nên là nó sẽ hiện các bạn như thế này. Thì các bạn xác nhận giao dịch ở trên ví thôi. Phí gas hiện tại nó khá là cao các bạn ạ. Đấy, xác nhận thôi. Nói như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một cái lệnh nha. Các bạn đã hoàn thành xong cái lệnh. Thì để xem lệnh của các bạn vừa buy thì các bạn kéo lên trên. Để hủy các bạn, để remove cái lệnh mà các bạn vừa buy á thì các bạn kéo lên trên. Thì phía trên này các bạn sẽ thấy được cái mục ở phía góc trên bên tay phải của các bạn là sẽ có cái mục đó là view my position. Đấy, view my position và nó hiện số lượng là một này này. Có nghĩa là các bạn đã buy một cái bull của các bạn ấy. Đó, các bạn nhấn vào giúp mình. Đấy, thì ở trong phần này các bạn sẽ thấy được cái phần của các bạn này, các bạn vừa buy này. Đó. Thì ở trong phần này á thì các bạn có thể là nhấn vào cái lệnh của bạn phía dưới đây này. Nó sẽ hiện ra cái lệnh của các bạn này. Các bạn nhấn vào này. Đấy, thì đã đóng á. Đó, các bạn nhấn vào nó sẽ hiện ra chữ cái nút cloud này. Các bạn nhấn nút cloud thôi. Đấy, rồi đợi mình tí nha. Đó, ok, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cloud lệnh này. Thì phần cloud lệnh á thì các bạn chỉ cần nhấn vào phần mail button thì các bạn sẽ thấy được cái lệnh của bạn hồi nãy long này. Đó, cái lệnh của bạn dưới đây. Thì các bạn nhấn vào cái lệnh của các bạn. Sau đó các bạn nhấn nút là cloud nha, các bạn nhấn vào chữ cloud. Đấy, thì sẽ hiện nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Thì phần này nó sẽ thì cái lệnh của các bạn á nó sẽ hiện ra đây này, đó, cái lệnh đây này. Các bạn chỉ cần nhấn vào cái lệnh của các bạn thôi, các bạn tích vào, các bạn chọn cái lệnh của các bạn này đó, thì sau đó thì nó sẽ hiện ra cái nút đó là sell option nha. Đấy, cái nút sell option nó sẽ sáng lên. Thì bây giờ các bạn muốn đóng thì các bạn chỉ cần nhấn nút là sell option này, rồi các bạn nhấn nút là cloud attention position, rồi sau đó thì các bạn xác thực giao dịch ở trên ví thôi, confirm này. Ok, xác nhận này. Xác nhận đóng lệnh này. Đó, thì như vậy là các bạn đã đóng lệnh thành công nha. Đó, như vậy là các bạn đã đóng được cái lệnh của bạn vừa mở thành công. Thì sau đó thì như vậy thì các bạn quay trở lại đây các bạn ấy thôi để xem query được không. Ok, nó query luôn đối với cái nhiệm vụ ấy thì nó query luôn cho các bạn nha. Nha. Đối với cái nhiệm vụ trên Freemi này thì nó sẽ query cho các bạn luôn. Đấy.
Còn về nhiệm vụ summit này thì mình không rõ là nó có query luôn hay không. Thì các bạn trả lời xong câu hỏi ở bên đây thì đợi mình đó, thì sau khi các bạn trả lời câu hỏi xong thì các bạn nhấn nút submit. Thì bên phần câu hỏi này nó sẽ hiện ra như thế này. Sau khi các bạn submit xong nó sẽ hiện ra như thế này. Thì các bạn nhấn nút là continue nha. Thì đây cũng là cái NFT để chứng minh là các bạn đã hoàn thành xong nhiệm vụ đó, các bạn nhấn nút continue này. Rồi nó sẽ tự động dẫn các bạn đến trang gà xé luôn các bạn. Ok, như vậy là sau khi các bạn nhấn nút các bạn trả lời câu hỏi xong á thì nó sẽ tự động hiện lên các bạn như thế này, là congrats như thế này đó, thì là cái nhiệm vụ của bạn đã thành công đó. Các bạn chỉ cần nhấn nút continue thì nó sẽ tự động dẫn các bạn đến cái trang gà xí cờ lam cái OAT này thôi đó nha. Đó, ok, thì sau khi hoàn thành xong thì các bạn chỉ cần nhấn nút là cờ lam một NFT này. Nếu mà này hiện lỗi extend limit như thế này thì các bạn chỉ cần là nhấn spam lại vài lần thôi thì sẽ được thôi đó. Thì về phần cờ lam NFT này các bạn cần phải trả một ít phí nha. Nói thì vì hiện tại phí gas nó cao quá thì các bạn có thể là đợi mai mốt nha, đợi mai sáng gì đó để nó hạ lại rồi các bạn claim thôi. Hiện tại phí khá là cao đấy nha. Không biết bên đây nó query chưa. Ok, như vậy là bên cái sàn Deadmobile này chúng ta phải đợi nó xác minh trong hai vòng 24 giờ nha các bạn. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn tham gia vào cái chiến dịch Odyssey của Arbitrum ở tuần thứ 4 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.